Quá khuyên nha, không con vô lấy sữa uống đi, con đói bụng vô lấy sữa uống đi. Lấy táo không? Alo mấy chị. Đây nhà hơi chật cho nên để cái camera nó hơi gần. Hello mấy chị nha, xin mỗi chị một cái lượt chia sẻ. Ngay đầm về sẽ cho chín tóc đùi về dễ thương lắm, sẽ chín tóc dài màu đỏ về, nhưng mà vải bên em sướng lắm mấy chị, vải bên em mấy chị mặc mấy chị về ha. Rồi, hôm nay hàng xúc về nhiều lắm nha. Chị nào mà hồi bữa hỏi đầm xúc đồ ngủ, đầm xúc mà đầm xúc ngủ á, hôm nay về nhiều lắm. Hôm nay xếp 9 tấc giờ về cũng nhiều. Xếp 9 tấc kho hàng à. Xếp 9 tấc hàng. Hàng xúc cũng có, mà xếp 9 tấc hàng xưởng em cũng có nha mấy chị. Nói chung là đầy đủ đồ chơi. Mấy chị tới chơi gì là nó có đó. Chị Anh Phương Đồng Nai 108. Mở hàng cái này cho chị Anh Phương trước nè. Anh Phương Đồng Nai 180 ngàn. Rồi bấm nút chia sẻ nha mấy chị nha. Bấm giùm em nút chia sẻ nè mấy chị yêu ơi. Bấm nút chia sẻ nha. Chị nào có chia sẻ comment lên giùm em. Hello Ngân. Hello giống cá. Hello giống giọng ca vàng Ý Yên. Trời ơi hôm nay đồ mới nhiều lắm mấy chị. Nhất là những chị, nói chung là hôm nay chị nào ghiền hàng xúc là có. Hôm nay có những bộ thu đông cho những chị ở miền Bắc nữa, nhưng mà giá rất là rẻ, 280 ngàn, nhưng mà hàng xúc luôn mấy chị. Mấy chị biết hàng xúc có chất lượng hàng xúc rồi đúng không? Rồi chị nào có chia sẻ comment lên giùm em. Chị nào có chia sẻ và có mua hàng 10 chị đầu tiên, 10 chị đầu tiên em sẽ tặng nước rửa tay kháng khuẩn, là xịt vô rửa khô để kháng khuẩn, để mà tẩy những cái gì mà gọi là o ế hết nha mấy chị. O ế u ế gì tẩy hết trơn. À chào chị Nguyễn Hồng. Người ta lấy khẩu trang nước diệt khuẩn về người ta làm lợi nhuận, còn tôi là không, tôi tặng khắp. Còn chị nào cần tôi sẽ chia rẻ, ok ha. Rồi em vừa nhận được đồ lúc sáng, cảm ơn chị Vi. Rồi mấy chị yêu ơi, bấm nút chia sẻ giùm nha em nha, bấm nút chia sẻ giùm cho em. 10 bill đầu tiên có chia sẻ, 10 bill đầu tiên có chia sẻ em sẽ tặng 10 chị, ok. 10 bill đầu tiên có chia sẻ em sẽ tặng đồ cho mấy chị. Rồi bây giờ lên đồ nha mấy chị nha, lên đồ đưa giùm Út Yên không. Rồi để vô cái bao xếp đùi trước nha mấy chị. Vô xếp đùi trước nè. Xếp đùi. Vô xếp đùi cho mấy chị trước ha. Alo alo nhớ. Có chị chiều này nó chở nguyên thùng qua. Alo mấy chị. Mời chai nha mấy chị nha. Rồi bây giờ lên xếp đùi đầu tiên nè. Ui hôm nay hàng xúc đẹp lắm. Hôm nay mà chị Điện Nguyễn Hồng mua hàng xúc là hơi bị trúng mắng luôn. Ha. À. Đã chia sẻ tặng nước rửa tay, mấy chị bấm nút chia sẻ nha. Giỏ em đang xài bán cho chị đây. Chị ơi giỏ em đang xài mà bán cho chị là chị giàu lắm, nói thiệt á. Cho nên Bích Thủy hồi bữa nó dặn em là cái giỏ nào không dùng nữa tặng nó. Hồi bữa Linh Trịnh trước khi đi Mỹ á, chị thấy vậy chứ dê thiệt với chị. Mà có một cái à, chị thấy vậy chứ dê thiệt á. Hồi bữa Linh Trịnh nó đi á, nó tặng lại một hai cái gì vậy Thủy. Tao không dùng để tao tặng mày lại một cái. Cái nó màu gì vậy. Rồi bây giờ lên xếp bộ đùi nha quý vị ơi. Xếp bộ đùi. Cái màu này nè. Cái màu này thì nó có size từ 70 tới 80 kg. Còn như nó là màu vàng hết á. Nhưng mà vải rất là đẹp nha quý vị à.
Vải đẹp tan cánh giá lạnh luôn. Từ em lôi nó lên nè mấy chị. Đây, đây là. Dạ, dạ không chị. Em thích cái vỏ mềm mềm vậy lắm. Thiệt, vỏ mềm mà dây xích xịn nữa. Em thích cái kiểu đó vậy. Em thích kiểu đơn giản vậy. Nhưng mà em thích là sang chảnh nè. Đầm này hàng xưởng mới về chị. Đầm này sang lắm. Đầm này chỗ này nó sắn eo nè. Đầm này mặc đi tiệc là hơi bị sang. Mua quần bên chị đúng đẹp và rẻ. Cảm ơn chị Mai Lê nha. Nếu mà cái người nào mà cảm giác cái quần mình chưa ưng ý thì cứ nhắn tin cho em. Hoặc là cái mua cái đồ gì chưa ưng ý là nhắn tin cho em để lần sau em rút kinh nghiệm nha mấy chị. Đầm ngủ vải đẹp lắm chị. Rồi set này có tổng cộng 4 size nha. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Set rất là đẹp nha mấy chị. Coi giùm em cái hàng nút với hàng đắp vải nè. Đây là vải đắp lên nè mấy chị. Ha, à, set này em có tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100. Chị Trinh đổ mai em mới đi hàng xúc được. Mai em đi mua hàng xưởng. Chị Trinh đô cứ chờ em đi. Em sẽ lấy về cho chị mà hứa với chị luôn á. Mấy chị ơi, bộ này là bán cho mấy chị với giá 220.000 bộ set đùi. Set đùi có tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Còn riêng cái màu này nè. Trời dễ sợ, dễ sợ. Riêng cái màu đồng này nè mấy chị à. Riêng cái màu đồng thì có size 70-80kg nha. Riêng cái màu đồng thì chỉ có một size thôi, 70-80kg. Set đùi của BBXL nè. Set đùi của BB. BB 220.000. Set này mặc là hơi bị cưng luôn. 220.000 set của BB nha. Rồi chị nào chốt set bên em thì chốt giùm nha em. Mấy chị biết rồi, set bên em từ chất lượng tới chất lượng, từ chết tới bị thương chứ không có ai sống nổi qua mùa trăng hết đó mấy chị. Set đùi XL của Ngọc Nguyên nè. Ngọc Nguyên thành phố. Trời ơi, hôm nay mà mấy chị phải tập trung mua đồ hàng xuất nha. Hôm nay đồ hàng xuất về đẹp kinh khủng, có những cái đầm giá rẻ lắm. Ngọc Nguyên nè, 220.000. Màu đồng của chị Thanh Phạm. Thanh Phạm ở tỉnh nào cho em cái tỉnh em nốt lên luôn Thanh Phạm ơi. Thanh Phạm mới mua đồ hôm qua phải không? Thanh Phạm 220 nè. Dạ có size dưới 70kg chị Trinh Đô mặc được nha. Chút xíu con ơi, chút xíu chờ chị chút xíu nha. Chị Trinh Đô lấy size L đi chị Trinh Đô ơi. Trinh Đô lấy size L nè. Trinh Đô 220 của chị Trinh Đô. Chị Nguyễn Hồng size 3, size 90kg. Nguyễn Hồng size 90 nè. Rồi 10 bill đầu tiên có chia sẻ là em sẽ có tặng cho nước con gheo nha. 10 bill đầu tiên. Ngân Nguyễn Hóc Môn, xếp màu đồng của Ngân Nguyễn Hóc Môn. Ngân Nguyên Hóc Môn nè. Bé dẫn 10 bịch lên, đủ 10 bịch báo gì nha. Dì đưa 10 chai nước gheo ra. Kiểm tra chị nào có chia sẻ là tặng nha. Chị Ngân Nguyên Hóc Môn nè. 220 của Ngân Nguyên Hóc Môn. Trần Hoàng Ngọc Thúy một bộ dưới 70kg. Trần Hoàng Ngọc Thúy bấm chia sẻ lẹ lên nha. Em lấy 10 bill đầu tiên em tặng nước rửa tay nha. Ai quên mất mẹ. Trần Hoàng Ngọc Thúy. Hôm nay em có tiết đỏ đẹp lắm nha. Nhưng mà chút em sẽ lên sau. Tiết đỏ chín tóc nha. Trần Hoàng Ngọc Thúy khách cũ khách mới. Khách cũ khách mới vô chọt ngón tay giùm lên nha. Chị Kim Tiên, có quần rin chưa? Bữa nay chưa có con. Bé ơi, dạ. Thanh Phạm nốt đồng tháp vô. Em nhận đồng rồi đẹp lắm chị, vừa ý cảm ơn chị Phong Tròn, chào chị. Dạ có size dưới 70kg là 60kg, chị Dung Võ mặc được nha. Thanh Phạm lấy rồi nha. Ok. Ok chị Đinh Phương Thanh, hai bộ hai màu. Dạ chị Đông Trung ơi, nếu mà 90kg thì chị có một màu thôi nha chị Đông Trung. Một màu giùm em nha. Rồi chị Trinh Đô, em chốt với chị Trinh Đô rồi. Bữa giờ chị Đông Trung nhận hàng bên em chưa? Chị Đông Trung 220.000 khách cũ nè. Nè, ba chai nước rửa tay của BB nè. Với lại tặng BB một chai là thành 4 chai nè. Ghi BB 3 chai 150 đi con. Bé Lùng ơi,
ba chai của BB 150. Cho em bộ màu đồng Nha Trang, Khánh Hòa, phường Ngọc Hiệp. Rido ơi, Rido có thể inbox giùm em địa chỉ kèm số điện thoại được không Rido? Biết sao không Rido? Inbox á, cái chị Yên chụp bill được, còn không có inbox là không có chụp bill được nha. Cứ thế mà gửi thôi nha. 220 của Rido nè ha, cho trên like nè. Rido có địa chỉ số điện thoại rồi. Chưa luôn hả? Chị Phương Nguyễn lấy xích vàng bao nhiêu thì báo giùm em. Vòng 1 có size nha Đinh Ngọc Phương Thảo. Đinh Phương Thảo ơi có size. Bên em là size chị Đinh Phương Thảo nhiều lắm. Tại vì bên em là tổng cộng đồ lúc nào ra cũng 4 size hết đây. Dễ thương lắm mấy chị. Hai con thằng lằn hai bên là cột vô nha. Xếp bên em cực kỳ chuẩn cho mấy chị. Đây. Rồi chị nào chốt giùm em ha. Em nhận hàng được rồi, đẹp, cảm ơn gái. Em bị rớt mạng, có xếp bộ cho ngon. Gì con? Nói gì vậy? 10 bill đủ rồi. 10 bill đủ rồi mà bây giờ kiểm tra nè. Kiểm tra chị nào nè. Kiểm tra chị nào có chia sẻ mới tặng nè. Đây, tặng nước rửa tay cho Ngon Nguyên nè. Ngon Nguyên hóc môn nè. Thấy có chia sẻ nè. Rồi chị nào mà nãy giờ có bill bên em mà có chia sẻ thì báo lên giùm em tặng nha. Nè, đưa ra bỏ vô Ngon Nguyên nè. Thanh Được Nguyễn, dạ em thấy chị. Chinh Đô có rồi là hai chai rồi nè. Chinh Đô có rồi là hai chai. Thanh Phạm Đồng Tháp nè. Tặng nghe mấy chị nha. Tặng không bán. Thanh Phạm Đồng Tháp tặng nè. Nè con bỏ vô nè con. Bỏ nước rửa tay vô. Trần rồi. Em kiếm một tua thôi chị nè. Nguyễn Hồng nè. Nguyễn Hồng tặng một chai nè. Lẹ lên đi. Lẹ tay lên. Gì con? Ngân Nguyễn hóc môn hả? Ngân Nguyễn. Hồi nãy chị Phương Nguyễn lấy bộ mà chị Phương Nguyễn không cho địa chiều cao cân nặng lên, đâu có biết đâu mà chốt. Chị nào có mua hàng 10 bill đầu tiên em mới tặng nha mấy chị nha. Chị nào có mua hàng 10 bill đầu tiên em sẽ tặng ha. Chị nào có mua hàng 10 bill đầu tiên hôm nay em sẽ tặng mấy chị yêu ơi. Cứ y vậy mà làm giùm em Ngọc Nguyên nè. Ngọc Nguyên tặng nè. Ngọc Nguyên thành phố tặng. Mấy chị làm ơn giùm em, bữa nay em không có cho lưu bill mà lâu đâu nha. Lưu bill từ 1 tới 3 ngày thôi. Mà mấy chị để lâu quá là em không có ấy á. Em không có ấy lâu được nha mấy chị. Em không có giữ bill lâu đâu nha mấy chị nha. Có một cái em cũng gửi ha. Rồi hết nha mấy chị nha. Hết. Rido gửi tên Thảo cây sân Khánh Hòa. Mà cứ im re thế chế. Một bộ vàng. Ủa Sam Bùi ơi, nhận bill giùm chị chưa? Cái gì mà im ri ri? Gì im ri mà nồi bơ? Cứ y vậy mà làm đi. Ví dụ như ưu tiên em thì còn một lại 130 chị, sao chị ưu tiên được? Em Sam Bùi một bộ 70kg của Sam Bùi nè. Sam Bùi 220, Sam Bùi nhận hàng bên chị em chưa? Sam Bùi bộ 70kg nè. Rido, ok Rido. Linh Hồi một bộ nè. Linh Hồi một bộ XL. Linh Hồi bữa giờ nhận đồ bên chị ăn chưa Linh Hồi? 220 của Linh Hồi nè. Bán từ từ rồi mấy chị. Bán từ từ nha mấy chị. Chị ơi, lên bộ. Chị đứng lên nha em. À bộ mặt đừng có coi, bộ mặt là em ráp cái này vậy kia. Lâu quá sao em không thấy chị like. Nè chị, em like ở bên Vinbay nè, chứ ngày nào em cũng like hết trơn. Không có ngày nào em nghỉ hết chị. Em nghĩ là coi như em đói chí mẹ em luôn á. Thiệt, chị Phương Nguyễn hồi nãy kêu lấy bộ mà không lên size sao em lấy chị. Rồi qua mẫu nha. Qua mẫu. Em còn tặng được 3 chai nữa. Chị nào chưa có thì tranh thủ nha. Xếp cái này bỏ vô cái thôi rồi để đỡ Quyên làm cho. Nhận rồi, đồ đẹp lắm, cảm ơn Sam. Rồi. Rồi qua mẫu đi mấy chị, qua mẫu để mấy chị mà mua đồ tiếp nha. Qua mẫu. Nói vậy, Úc Linh kéo cái bao này ra. Úc Linh kéo cái bao này xuất chưa. Úc Linh chờ một chút nha. Tay em nó
dừng lên rồi bạn. Trời chút mấy chị, cái ba nó bự quá, bự mà cái tay em không khiêng được. Rồi ông Phước thì lại đi rồi. Ba đứa kéo cái bao kéo ông nội. Đẩy vô. Đẩy ớn quá. Nữa đẩy vô. Chưa xong. Dựng lại à, dựng lại à. Dựng lên, rồi đẩy cái đít nó xuống, đẩy vô đít đó. Chờ chút mấy chị không? Bà thâu cà mẹ đây. Giờ làm sao mở? Ở quá. Dựng lên được không luôn. Đừng có đồ vật ký gì nữa, để chị lùng nè. Có chị. Rắc luôn. Chưa xuống lên. Rồi lên đây. Rồi lên đồ nha mấy chị nha. Lên đồ. Lồ mơ cắt cái phẩm nè. Kéo gì dữ hả? Không nhớ nữa. Có bộ chính tóc vậy, chờ một chút em vô ba hàng xúc cái này nha. Mình phải đẹp mấy chị. Thay vì tiền để dành ăn hay tiền để chồng phải đi chơi, mình muốn mua đồ thoải mái đi mấy chị. Cho xem. Cho xem là bộ vàng hả? À, Lùng ơi vô lấy cái bộ vàng gì máu like size L cho cô hình sáng coi nè. Bộ vàng đùi đẹp lắm. Ủa gì giữ kéo mà sao gì lấy. Thôi khỏi đi, tự miệng nó đi con. Áo Adidas cho mày mặc. Rồi áo hàng xuất nam á, lâu lâu nó mới có lần mới chị. Lấy bộ vàng. Đúng rồi, bộ đó đó, đây đây. Đây chị, xếp chính, xếp quần đùi nè. Đây là quần nha chị nha. Đây là áo dễ thương lắm chị Sáng. Dễ thương cực kỳ. À, ở trên này là có miếng đắp nút nè. Rồi chị có chốt bộ vàng là chốt lên. Đây nè, nghe nè Minh Hồ Vương. Kéo vô xong tay rẽ ra luôn rồi gì mà nó yếu. Em có tổng cộng là 4 cái quần legging size dưới 75 kg. Còn cái quần tím này là size dưới 80-82 kg vừa nè. Quần legging nè, suốt 150.000 có 4 cái thôi. Quần này size dưới 85 kg mã số 1. Ta dưới 85 kg mã số 1 nha mấy chị nha. 150.000 cái chỉ có 4 cái thôi. Chị nào chốt thì nhanh tay giùm em với. Chị nào chốt thì nhanh tay giùm em nha. Chị Trịnh Tư chờ em chút nha. Lát đi làm mướn ngờ mấy má. Đây quần này thì dưới 80 kg màu lông chuột. Mấy cái quần hàng xuất đây mấy chị giặt có cỡ nào nó cũng không có xù lông nha. Quần lông chuột dưới 80 kg. Ha. Chị, coi chị lai suốt mà đặt hàng mãi không chốt được. Sao vậy chị Hoa, sao đặt hàng không được vậy? Chị nhanh tay lên giùm em cái. Quần này cũng dưới 80 kg vừa nè. Nó là màu xanh két nha. Đó, 150.000 cái. Comment giùm em tím nè, lông chuột nè, xanh két nè. Còn một cái nữa là lông chuột nhưng mà lông chuột đậm. Nhưng mà quần lông chuột đậm màu mã số 4 này là chỉ có khoảng cỡ 65-70 kg thôi nha mấy chị. Dưới 65-67 kg là mã số 4. Xanh két của Ngọc Nguyên nè con. Xanh tuyết 150 của Ngọc Nguyên thành phố. Xanh két của Ngọc Nguyên thành phố. Lông chuột này không Vân? Lông chuột mã 2. Vải là gì Minh Hòa Vương? Mày kêu đã rồi tao chờ mày nói. Mày không nói cái gì rồi mày vải là sao? Tao không hiểu luôn á. Như vậy Minh Hòa Vương? Nguyễn Huyền vàng dưới 7 kg của Nguyễn Huyền nè. Mày kêu Yên Âu Yên à, xong tao cũng dạ theo mày rồi. Tao kêu mày nói với mày không nói, xong cái mày comment lên cái từ vải. Mày làm tao cũng tuột đường huyết với mày luôn á. Nguyễn Huyền. Nói cái tỉnh lên cho con bé nó nốt vô nha Huyền ơi. Nguyễn Huyền dưới 70 kg nè. Nguyễn Huyền 220 dưới 70 kg. Số 4 của Thanh Vân. Thanh Vân thành phố mà. Mày thấy con tao cộng bill cao thủ gớm không? Thanh Vân 150.000 thành phố nè. Đây nè, bây giờ bỏ vô nè. Coi bỏ đúng cái bịch nha, quăng cái bịch không ngay đây. Số 2 của Thị Nhân Phân. Số 2 của Thị Nhân Phân nè. Thị Nhân Phân inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha.
Trong vòng 2 phút mà kiểm tra địa chỉ số điện thoại. Không có là em xả bill nha mấy chị nha. 150.000. Thị nhân phân nè. Nè bỏ bịch vô. Quăng cái bịch không cái ra đây. Cầm một hồng nó lộn bây giờ. Em hỏi có hàng gì của em không chứ mẹ ơi, giờ mới hỏi. Đồ nhiều lắm, ngồi im ở đây. Màu ghi 75kg chị Hoa Trần. Màu ghi là màu gì chị, thiệt em ngu ghê lắm lận. Em còn một cái đầu tiên thôi nha. Em còn cái đầu tiên là từ 70 tới 85kg là màu màu chím nhẹ đây. Tên kiếp hết rồi. Lông chuột đậm khách lấy em còn đúng một cái. Số 2 em chốt số 4 trước. Số 2 em mới chốt sau người ta nha Thanh Vân. Còn một cái lông chuột thấy chị Mẫn Ngô. Em thấy chị Mẫn Ngô nha. Rồi em còn một cái đầu tiên là em không biết nó là màu gì nữa. Em nói chung là em báo là màu tím đi mấy chị. Màu tím nha. Chị nào chốt màu chím liệm chiều sim thì chốt lên giùm em nha. Đó. Rồi qua mẫu đi quý vị ơi. Em còn một cái màu đầu tiên là màu tím. Bây giờ em sẽ bán bộ này cho mấy chị giá 140.000 cho mấy chị mặc ở nhà cưng lắm. 60 tới 82kg, 82, 83kg vừa. Em nói thật với mấy chị là rất là cưng. Em có hai màu hoa đen và hoa xanh. Nè chị nào 85kg em là em mặc vẫn vừa nha. Nhưng mà vải mát lắm. Bán 140 thôi. Quá rẻ cho một cuộc tình luôn. Dễ thương mấy chị. Rồi 60 tới 80kg. 60 tới 80kg bộ đen đùi. Trinh Nguyễn em nghe nè chị. Đen đùi nha mấy chị nha. Đen đùi 60 tới 82kg cũng vừa. Đen đùi 140.000 một bộ. Chị nào chốt đen đùi hay xanh đùi chốt lên giùm em. Đen đùi, xanh đùi. Trời ơi dễ thương lắm mấy chị. Mấy chị mà thấy bộ này mặc ở nhà là mấy chị hơi bị cưng luôn. Vải đã lắm. Vải nhức nách luôn. Bộ đen của Ngọc Nguyên thành phố nè con. Về chưa ghi á. Ngọc Nguyên thành phố bộ hoa đen 140. Hoa xanh nè. Minh Hòa Vương nè, bộ này em mặc cũng vừa nha mấy chị. Minh Hòa Vương 140. Rồi ai nữa? Chị Trân Phùng lấy một bộ đen. Đó cái gì của Yên à? Nè, bỏ vô nè, xếp cái đó lại. Yên bây giờ con bỏ vô. Của ai? Của chị Trân Phùng nè. Chị Trân Phùng 140 nè. Trần Hoàng Ngọc Thúy nè. Trần Hoàng Ngọc Thúy, em có địa chỉ số điện thoại Trần Hoàng Ngọc Thúy cho ta. Trần Hoàng Ngọc Thúy một bộ nè. Rồi xong chưa, nhanh tay lên. Trần Hoàng Ngọc Thúy một bộ nè. Trần Hoàng Ngọc Thúy ơi, anh Phước nói bữa tìm nít chị không ra, chị vô trong tin nhắn chị dơ giùm em, ngón tay lên giùm em nha. Cái bà Minh Hồ Vương này bả rối loạn dễ sợ luôn á. Em vừa không bộ đùi đen đó, em bộ đùi xanh là không hiểu gì luôn á. Minh Hồ Vương chốt bộ đùi đen rồi nha. Ngọc Diễm Quỳnh đen đùi cho tôi với. Trời ơi đen xanh, bộ màu xanh đẹp mà mấy má không chịu chốt đâu nha. Đậu một hầu mà tôi nói bữa nào mà tôi mặc lên đó hả. Rồi trời ơi, xồm xồm như cái chợ bán lồn lên là trời ơi tôi ngắt cái đầu vú hết. Ha. Xồm xồm như cái chợ bánh nòn lên là không có được nha. Bộ đen của Ngọc Diễm Quỳnh. Như Mân hoa đen. Như Mân inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha Như Mân ơi. Hàng xuất này mà mấy chị mặc còn chê nữa là mấy chị không thể mặc được một cái gì hết á. Như Mân inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nè. Như Mân 140. 2 phút nữa kiểm tra địa chỉ số điện thoại, không có là xả bill hết nha. Như Mân. Chờ chút, ở nhà em toàn là nhân lực không tốn tiền không, cho nên nó làm hơi chậm vậy. Chứ gặp như ông Phước mà tốn tiền mà ta nói làm chậm nữa em đuổi rồi mấy chị à. Bộ đen của Hoa Trân. Hoa Trân bộ đen còn không? Còn bộ đen. Hoa Trân inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nè. Mấy chị mà không inbox địa chỉ kèm số điện thoại là em xả bill hết nha. Rồi lúc đó mấy chị đừng có chữ sao em không. Em bán hàng không có chảnh. Nhưng mà không có địa chỉ số điện thoại là lấy cái gì chốt. Lấy cái niềm tin chốt hơn không được đâu. Không có lấy cái niềm tin chốt được đâu. Hoa Trân. Like ơi like.
Mày hốt cái bộ xanh đây lại à? Mày hốt cho tao cái bộ xanh này, mày nghe lào tao cái lại à? Cái vải này đẹp lắm Lài Nguyễn. Mày nghe lào chị mày đi. Mày lấy bộ xanh đây đẹp lắm. Lài Nguyễn Phú Yên nè. 140.000 nè. Đây. 140.000 của Lài Nguyễn Phú Yên nè. Ngọc Trân Lâm bộ đùi đen coi thử còn không. Tôi nói với mấy má này, mấy má không chịu tin đâu. Ngọc Trân Lâm bộ đùi đen. Kiểm tra địa chỉ số điện thoại nha. Ngọc Trân Lâm này có địa chỉ số điện thoại rồi. Kiểm tra mấy bill kia giùm cái. Bill nào kiểm tra mới quăng qua nha con. Còn bill nào chưa kiểm tra, chưa có địa chỉ số điện thoại thì báo gì, 2 phút nữa gì xả bill hết. Này của Ngọc Trân Lâm lẹ tay lên anh đẹp trai. Sao ta rối với cái con Minh Hồ Vương ghê trời. Có mình bé lùng mà. Mấy chị chốt cái màu gì thì mấy chị chốt chắc ăn giùm cho em cái. Xả cái bộ màu đen của Minh Hồ Vương ra nha lùng. Có một mình bé lùng mà nha. Mấy chị làm ơn làm phước là mấy chị chốt cái gì mà trời chốt chắc ăn giùm cho em với. Nhà em neo đơn. Rồi Minh Hồ Vương nè con, bỏ bịch này vô. Đúng rồi nè con. Đưa đây, đưa lại cái bộ xanh đó đi. Minh Hồ Vương lấy bộ xanh rồi. Đưa đây đây. Hót lên hả chị, để em suy nghĩ thử. Như Mang ơi inbox địa chỉ số điện thoại nha. Hoa đen của Mỹ Sang Nguyên. Mỹ Sang Nguyên hoa đen. Có chế ơi. Có. Mỹ Sang Nguyên nè. Coi thử phải cái áo với cái quần không, kiểm tra lại giùm Bác Nguyên ơi. Ở cái áo kìm cái quần không? Mỹ Sang Nguyên inbox cho em. Mỹ Sang Nguyên nè. Inbox địa chỉ số điện thoại nha Mỹ Sang Nguyên ơi. Mỹ Sang Nguyên. Huyền Anh nè. Chị Huyền Anh. Anh ơi. Anh đang làm gì hả? Anh đang anh phụ với lùng gì vậy anh? Trời ơi, giờ bán hàng mà ổng làm gì vậy ông? Nè, kiểm tra số điện thoại của Hoa Trần nè, có địa chỉ số điện thoại chưa? Thì gì mới kêu con kiểm tra đó? Chưa có. Chị Hoa Trần, một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại em xả bill nha. Huyền, chị Huyền Anh nè, có rồi nè. Dạ, chị giơ ngón tay lên đi chị Trinh Nguyễn rồi em xong ra. Em một bộ xanh nữa, Minh Hồ Vương một bộ xanh nữa nè. Ôi cái bộ này vải đẹp lắm. Cái bộ này mấy chị mặc ở nhà đi quýnh bài là sướng luôn á. Minh Hồ Vương một bộ nè. Coi kiểm tra chị nào không có địa chỉ số điện thoại thì xả hết đi. Chưa bán xong rồi hàng tồn lại rồi, địa chỉ số điện thoại cũng có. Chỉ có 140.000 bộ rồi mấy chị. Chị Đại Hiệp lấy 2 bộ nè. Cái chị nào không có anh xả bill ra cho em ơi. Chị Đại Hiệp 2 bộ 280 nè. Lẹ lên pin. Tôi mê màu đen. Xanh đùi của Thị Nhân Phan nè. Xanh đùi của Thị Nhân Phan. Thị Nhân Phan có xanh đùi luôn. Thị Nhân Phan. Thị Nhân Phan inbox cho em địa chỉ số điện thoại chưa vậy? Rồi. Nốt cái tỉnh vô hết giùm nha. Phú Yên. Phú Yên Thị Nhân Phan. Cùng quê nha, chế đẹp. Hai vợ luôn bên. Thị Nhân Phan. 140. Bộ đó đen hoa. Đen hoa hết rồi chị. À đen hoa còn bộ này. Của Như Nguyễn Thành Phố. Không chưa. Làm lẹ tay lên không có tăng luôn, đuổi việc hết á. Như Nguyễn Thành Phố nè. Chị Phương Trinh bộ hoa đen. Hết đen rồi chị Trinh, là bà đề nghị bà lấy giùm tôi xanh cái đi cho Trinh à. Nghĩ sao bộ xanh gì mấy má không chịu lấy mấy má. Coi nè. Coi đồ hàng xúc nè, coi vải nè. Mẹ ơn, giày không chịu lấy bộ xanh đâu mấy má.
Tôi chỉ còn bộ xanh thôi nha. Quần tập số 1 của Nguyễn Thị Thùy Linh nè. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh bà giỏi thiệt á. Nguyễn Thị Thùy Linh bill chưa gửi hay sao á. 150 của Nguyễn Thị Thùy Linh. Bộ dạ bộ xanh nó Ngọc Thi à. Bộ xanh nó Thi ơi. Quần có túi không hả? Má thì bả làm như là tiền bả nhiều lắm, không có túi mới nội. Bộ đùi đen hết rồi, bông xanh là bộ. Dạ đúng rồi chị Diễm, tao bông xanh là bộ. Hoa trần. Sao mấy chị không inbox cho em không? Bộ xanh Trần Ngọc, Trần Hoàng Ngọc Thúy, 62kg. Trần Hoàng Ngọc Thúy, hồi nãy lấy bộ là bộ gì ta? Kiểm tra giùm em Trần Hoàng Ngọc Thúy thử. Hồi nãy nó Trần Hoàng Ngọc Thúy lấy một bộ rồi. Là bộ đen hay là bộ xanh nhỉ? Trần Hoàng Ngọc Thúy nè anh Bin. Bộ đen. Rồi lấy thêm bộ xanh cho Trần Hoàng Ngọc Thúy nè. Bộ xanh của Thúy Nguyễn còn nhà nè. Lấy đi mấy máy chứ không có đồ mặc ở chuồng hết luôn á. Không giỡn đâu. Thúy Nguyễn còn nhà. Hôm nay những cái bộ vải này đẹp lắm. 140.000 của Thúy Nguyễn còn nhà nè. Lai chậm chậm chút nha mấy chị. Lai nhanh quá cái em bị đứt dây nấn luôn á. Dạ chốt hai bộ rồi mẹ. Mẹ nội. Diễm Quỳnh bộ xanh nè, chế Diễm Quỳnh. Diễm Quỳnh gửi cái đồ lên cho em đi. Gửi lên cho em, ghi người gửi là Diễm Quỳnh nha, ghi tên y chang Facebook á. Bình thường là cái nick Facebook Diễm Quỳnh không có dấu. Là lúc gửi lên là ghi tên người gửi cũng là Diễm Quỳnh không dấu nha. Chứ ghi Nguyễn Thị Diễm Quỳnh là tôi không biết cái mẹ nào là Nguyễn Thị Diễm Quỳnh rồi đó. Ha, à, Diễm Quỳnh. Huyền Anh, chị Huyền Anh ơi inbox cho em ơi. Trời ơi, em thấy chị làm sao thì có, em lấy tổng một bộ đen và một bộ xanh. Có mày khùng thì có Minh Hồ Vương. Mày kêu là hoa đen lấy cho em bộ xanh. Sao mày kêu lấy cho em thêm bộ xanh nữa. Giờ mày vô mày chửi ngược lại tao khùng. Riết tao bán mày cho tao bị đứt chi nấn luôn á. Bộ đen hết rồi má nội. Còn bộ chốt với chị Lan Anh nè. Chị Lan Anh xin xong chưa vậy chị Lan Anh? Hôm nay đồ này nhiều lắm nha. Xả bớt một bộ cho Minh Hồ Vương đây. Xả bớt một bộ xanh của Minh Hồ Vương đây. Quỷ Minh Hồ Vương nó làm tao bị rối loạn tiêu hóa cho nó luôn á. Thanh Phạm có rồi mà sao ta. Rồi. Chốt bộ này cho Nguyễn Hồng nè. Bà Nguyễn Hồng bà chưa có bỏ tôi được đâu. Nguyễn Hồng 140.000 rau hết nha. Hết bộ đây ngưng nè mấy chị ơi. Ngưng. Ngưng nha. Lên tí mẫu khác là em nói thiệt á. Hôm nay hàng xúc về bán sướng lắm. Mai lấy nữa. Mai lấy đi gái ơi. Mai về tiếp hàng. Mai về tiếp. Chị nào mà chưa có áo dây này nè. Áo dây này hai lớp hàng xúc nha mấy chị nha. Nhưng mà mấy chị ơi vải đẹp lắm. Chị ơi dưới 80kg cũng vừa nha. Từ 50 tới 80kg cũng vừa vải đẻ lắm. 100.000 một cái áo này vải cực kỳ đẹp. Áo này mấy chị mặc vest nè. Mặc cái gì cũng được hết. Mai lấy chị Hương Phạm. Áo này mặc sướng lắm. 100.000 một cái. 100.000 cái quẹo lựa quý vị ơi. 100.000 cái được mấy cái thôi. 100.000 một cái quẹo lựa. Số lượng có hạn lựu đạn thì rút chốt. 100.000 một cái mặc ở trong khỏi còn mặc áo vú cũng được. Tại vì hai lớp đó rất là đã. Chị Hoàng Huỳnh nói em lộn cái gì. Em bị chật sai cái gì. Chị cứ chụp báo qua tin nhắn cho em. Chụp báo qua tin nhắn cho em giải quyết hết. Chụp từng cái đồ lên. Báo Yên ơi, cái áo sơ mi này giá 160 bị chật. Đó, chụp cái sơ mi qua cho em để em biết nha. Thứ nhất là biết là cái đồ nào của mình giá bao nhiêu là biết giá đổi trả. Thứ hai là biết coi thử là cái hàng đó tại sao mấy chị không vừa hoặc là như thế nào đó vân vân và vân vân. Ok. Bộ sọc là cái gì vậy? Bộ sọc đâu chị? Nãy giờ em bán bộ sọc chưa? Chị Trang Phùng một cái áo dây nè. Chị Trang Phùng ghi Trang Phùng mấy con. Trang Phùng một cái áo dây 100.000 vải đẹp lắm chị Trang Phùng. Nghe em đi. Áo dây hàng xúc may cực kỳ chuẩn. Áo này ở trong mặc áo vest đây là mặc cái gì ở trong mặc ở ngoài giống như cái áo lá vẫn ok nha. Nhưng mà đặc điểm và chị ơi lấy cho chị em lấy áo dây đó nha. Ok Hiền Hoàng Thị Thu. Hiền Hoàng Thị Thu nè. Inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại. Hiền Hoàng Thị Thu inbox đi mấy chị ơi, đừng có cho trên này. Cho trên này rồi mấy chị bị lừa là mấy chị mất tiền là tội nghiệp em. Hiền Hoàng Thị Thu một cái. Rồi ai nữa?
Minh Thùy một cái áo dây. Minh Thùy em có địa chỉ số điện thoại Minh Thùy chưa? Minh Thùy 100.000. Hà Hoàng Đà Lạt nè, 100.000. Minh Thùy 100.000 nè pin. Hà Hoàng 100.000 nè pin. Dạ chị khuyên My Phạm ơi, inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Bên em là không có cho đồng kiểm á nha mấy chị. Khuyên My Phạm 100.000 của khuyên My Phạm. Rồi còn nè, còn cái chốt cho chị Nguyễn Hồng nè. Mất mẹ. Còn cái chốt cho Nguyễn Hồng nữa là hốt. À còn cái nữa mấy chị. Nguyễn Hồng nè. Tôi nói hàng xuất là bữa nay về bán nó sẽ bị rối loạn lắm. Tại vì hàng xuất hôm nay vải đẹp lắm mấy chị. Vải đẹp mà kiểu dễ thương. Kiểu cỡ mấy chị là mua là sẽ re luôn. Mà mấy chị mà cầm cái vải hàng xuất trong người là mấy chị sướng liền. Sướng rơn luôn. Đầm sơ mi rin. Có để em kiếm với chị cái bành mà em nói rồi mà. Áo đang mặc không có. Nhã Tâm một áo dây. Nhã Tâm ơi cho chị Yên địa chỉ kèm số điện thoại nha. Nhã Tâm ơi. Nhã Tâm có địa chỉ số điện thoại chưa? Nếu chưa thì inbox nha Nhã Tâm. Đây bên. Ok Ngọc Xanh. Chị Ngọc Xanh Quy Nhơn ơi, chị có thể inbox giùm cho ý Yên được không chị Ngọc Xanh Quy Nhơn? Cái áo này nó nhỏ lắm nha, nó kiểu như là ngọc. Nó kiểu giống như giòn, giống như cà rộp tợp á nha mấy chị. Gần giống như cà rộp tợp nha. Cái kiểu là để mặc ở trong kèm với vest á. Hoặc là mặc ở trong khoác gì đó. Trương Liên một cái dây 100. Còn cái dây. Còn hai cái rồi, Trương Liên một cái nè. Trương Liên ơi inbox giùm nha, địa chỉ kèm số điện thoại nha Trương Liên ơi. Trương Liên 100. Lẹ tay lên, tăng lương đuổi việc á. Không có 90kg. Yên ơi cô nhận được đồ rồi, cô là mẹ Dung Nguyên ở Vũng Tàu. Có cho cô đổi được không? Cô nói với lại chị Dung chụp đồ qua báo giá cho con đi. Rồi Ngọc Trăng Lâm một áo nữa hết nè. Cô kêu chị Dung á hoặc là Linh nè. Chụp qua cho con đi, con báo tại sao chụp á. Thì có gì con xử lý bill cô cho nha. Nè con ơi. Bỏ vô nè. Không có sai. Áo dây hết rồi nha mấy chị. Ôi áo dây này mấy chị cầm cái vải vô mấy chị mướt lắm. Chứ không phải như hàng tàu lao như ngoài kia đâu. Rồi lên áo đen mấy chị. Lên áo đen nha mấy chị, 150.000 cái nha. 150.000 cái áo đen nhưng mà size này 75kg. 75-90kg nha mấy chị. 70-90kg áo đen vải đẹp lắm. Áo đen mấy chị yêu ơi, số lượng ít lắm. 70-90kg. Dạ cô có kêu chị Dung chụp qua con đi. Mấy chị ơi, 70-90kg nha. Áo đen 70-90kg, chị nào chốt áo đen chốt lên giùm em 150.000 cái áo đen. Chị Trinh mai về lấy bộ đen cho. Mai em về thêm lấy bộ đen cho. Tại bữa nay trên cái kho nó hết á, bà bỏ kho khác bà hứa ngày mai lấy về thêm đen. Tại mấy cái đồ đó mấy chị mặc ở nhà sướng á. Áo đen quý vị ơi, 150.000 cái quẹo lựa nha. 150.000 cái quẹo lựa. 70-90 cái này mặc cái quần sọt, cái quần dài là hơi bị xinh. Hơi bị xinh lung linh luôn á. Comment lên giùm em áo đen. Áo đen hàng xuất 150 quẹo lựa. Rồi mấy má đâu, im ru hết đi mấy má. Ừ không ai mua áo đúng không? Rồi ế bỏ qua một bên. Ế một món. Ế chim mẹ luôn. Rồi lên tiếp nè mấy chị ơi. Cũng là áo 150.000 một cái nha. Nãy gì cũng có đó chị. Hình như màu này em có một cái à. Comment giùm em đẹp lắm mấy chị, 70-90. Cứ 70-90kg là vi vu nha. 65-90kg là vi vu ha. Áo đen của Ngọc Trân Lâm nè con ơi. 150 của Ngọc Trân Lâm. 150 của Nguyễn Hồng. Áo sọc từ 65 tới Nguyễn Hồng,
65 tới 90 kg là ok nha mấy chị. 65 tới 90 kg có bộ chín tóc kim hoa. Inbox chụp hình qua cho chị đi. Áo đen 67 kg của Hoa Trần dồn đơn. Trời ơi quá trời người mua mà không chốt. Không thấy comment mấy chị ơi. Không thấy ai comment luôn á. Áo đen của chị Hoa Trần nè. Quả quả lùn gì mới quăng hai cái gì đây à con? Coi lại giùm gì cái hả? Nguyễn Hồng. Đó lộn. Nguyễn Ngân với lại Ngọc Trân Lâm. Chị Hoa Trần 150.000 nè. Hoa Trần 150.000. Rồi qua mẫu nha. Comment giùm em nha mấy chị nha, vải đẹp. À, mấy chị áo này mùa này là đúng đúng hộp luôn á. Cái này chỉ có đúng một cái sọc kem thôi. Đúng một cái sọc kem 150.000. Comment giùm em là sọc đen nhỏ nè. Sọc đen nhỏ nha. 65 tới 90 kg sọc đen nhỏ. Áo sọc số 3 kg của Trần Hoàng Ngọc Thúy nè. Trần Hoàng Ngọc Thúy. Ba mày đi đâu rồi lùng? Lùng. Hả? Cái gì? Cái gì? Làm cái gì á? Ổng đâu hả? Ở dưới làm cái gì á? Làm cái gì à? Cho ông nội hả? Đi làm nè. Ngọc Xanh áo đen 70kg của Ngọc Xanh. Ok chị Ngọc Xanh nè. Chị Ngọc Xanh 150.000 nè con. Bỏ vô. Nguyễn Thị Thu Trang. Chị Nguyễn Thị Thu Trang này có địa chỉ số điện thoại rồi nha con. Một trăm năm chục ngàn áo đen của Nguyễn Thị Thu Trang. Bộ này chị Hạnh Nguyên Hồng vừa đâu. Nè Nguyễn Thị Thu Trang nè con. Mình đi làm đơn mai mình mua. Dạ chị Hoa Trần ơi, khách mới em không cho dồn bill nha. Đen đen này chị Phan Ái mặc hơi rộng tí. Phan Ái chịu thì lấy, mặc theo form rộng á. Không. Cái đây là sọc nhỏ nè. Tối nay có một buổi livestream nữa nha chị Hoa Trần. Bill thứ hai thứ ba em mới cho dồn bill 2 ngày lận. Còn bill mới em không phải dồn bill. Chị là 90kg mặc sọc đen nhỏ vẫn vừa nha. Chờ một chút với chị Thanh được ơi. Chờ một chút với chị. Sọc đen nhỏ nè. Cái này là sò là xanh sọc lớn. Mấy chị comment giùm em xanh sọc lớn nha. 65-70kg tới 90kg cũng vừa. Comment giùm em xanh sọc lớn, vải đẻ lắm. Vải rất là đẻ, xanh sọc lớn. Chị nào chốt xanh sọc nhỏ chốt giùm em. Chị nào chốt xanh sọc lớn chốt giùm em nha. Em đang vô cái bao này cho nó hết đó chị. Dạ chị ok chị. Bill đầu em không có cho dùng bill. Chị thông cảm giùm em nha. Có đồ bộ chính tắc hôm nay, đồ bộ màu đỏ đẹp lắm. Quỳnh lùng cho Quỳnh lùng cái quần nhức nách luôn nè. À, cái này chắc con rộng quá luôn không? Ủa cái này giống như quần tập nè mấy chị. Quần này bán mấy chị 100.000, 60, 65kg. Con rộng rồi nè. Xanh sọc lớn. Rồi cái đây mấy chị comment giùm em đen sọc lớn luôn ha. Đen sọc lớn. Mấy cái này mà mấy chị để em mặc rồi mấy chị hỏi là không có được nha. Đen sọc lớn có 1 cái, 2 cái à. Đen sọc lớn nha quý vị nha. Qua nghỉ mà có thông báo trên máy mà. Rồi bây giờ lên đầm nè, để cái này cho anh tí nè con. Không, bộ đó không có size chứ. Bộ đó chị Hạnh Nguyên Hồng mà không vừa. Rồi bây giờ em sẽ bán đầm phơm suông nha mấy chị nha. Đầm phơm suông bán nha mấy chị 160.000, dễ thương không mấy chị? 160.000 dưới 80kg. 60 tới 80kg đầm phơm suông. Đầm này chị nào mà 85kg mặc vẫn vừa nha. Chị nào chốt đầm phơm suông chốt lên giùm em đầm phơm suông nha. À, chị Minh Thùy đen sọc lớn. Minh Thùy đen sọc lớn nè. Phan Ái đen sọc lớn. Minh Thùy 150. Minh Thùy nè. Phan Ái 150.
Hết đen sọc lớn rồi mấy chị. Đầm 67 kg. Đen sọc lớn hết rồi nha mấy chị. Đen sọc lớn hết rồi. Đầm của ông Nguyễn Hồng nè. Nguyễn Hồng 2 cái 320. Nó là free size nha chị Hồng nha. Nè con ơi, mở 2 cái 320 của Nguyễn Hồng vô nè. 2 cái 320. Em nhớ mới nhận được hàng bên chị. Em mới nhận hàng bên chị xong mua bao nhiêu shop nhưng bên chị là ơn nhất. Cảm ơn chị Anh Phương. Em để cho chị cái đầm em để dành này đó. Mà màu đẹp lắm. Bữa nào chị về chị cầm cái đầm nó lên chị thấy không đụng hàng. Rồi, có chị nào chốt đầm phơm suông nữa không? Không chốt đầm phơm suông nữa em qua mẫu nha. Đầm phơm suông 160 ngàn hàng xuất. 160 ngàn hàng xuất. Chế nào chốt đầm phơm suông chốt lên giùm em ha. Đầm này là hàng xuất. Mấy chị ơi, hàng xuất mà mấy chị cầm vô người là mấy chị sướng rơn luôn. Cho em một cái sọc nhỏ của Yến Nguyễn. Ok Yến Nguyễn, cho chị Yên địa chỉ kèm số điện thoại nha Yến Nguyễn ơi, 611. Yến Nguyễn ơi, cho dùm em địa chỉ kèm số điện thoại nha chế. Còn chế nào khách cũ là cứ vô trong inbox dơ dùm em ngón tay lên dùm em cái. 150 của Yến Nguyễn, 611 nè. Có đầm dây Văn Huỳnh, chút nữa lên. Hôm nay được mấy chục cái đầm dây ngủ mà mấy chị phải mua người 2-3 cái à. Chứ nó sướng quá mà biểu. Chuẩn bị dành nè. Chuẩn bị dành lộn nè. 160 ngàn một cái đầm dây quý vị ơi. 160 ngàn một cái đầm dây nha. Đưa đầm dây lên là coi như ghiền nhức nách luôn. Ai làm gì làm cho tôi một cái trước đi. Đầm dây này mà mở vú cho con bú cũng được nha quý vị. Em nói thiệt. Không nói giỡn đâu, là nói thiệt á. Đầm dây này mở vú cho con bú cũng được. Tại vì sao? Tại vì đây nè, nó có cái chỗ mở vú cho con bú nè. Đó. Mở vú cho con bú hay chồng bú gì cũng được hết trơn hết trọi. Mấy má. Hơi bị xuất sắc nha. Vải cực kỳ đẹp. Vải đẹp lắm mấy chị ơi. Có nghĩa là từ 60 tới 90, 95 kg mặt vẫn vừa. Đầm xuất mấy chị. Em có hai màu để em lên hết nha. Màu đen và màu beo. Màu đen và beo nha quý vị nha. Đen và beo. Để em đưa lên hết rồi quý vị chốt. Chốt luôn 2 cái đi mấy chị. 160 ngàn một cái. Chốt 2 cái bán cho nó vui. Bán ít ít bán nó buồn lắm quý vị à. Đầm này mấy chị mà có con nhỏ là cho con bú vẫn được ha. Đầm ngủ chốt giùm em một cái, hai cái hoặc màu lên nha. Chốt đầy đủ. Mấy chị comment lên giùm em màu, chứ mấy chị không comment màu là em không có chốt cho mấy chị đâu nha. Y vậy á, kéo từ trên dưới nè. Thanh Phạm chưa chốt, Trần Ngọc Thúy Vi chưa chốt. Beo của Thanh Phạm nè. Beo của Thanh Phạm nè, ghi ra beo cho Thanh Phạm không có dấu đi, 160. Beo Thanh Phạm không có dấu, 160. Ngọc Nguyên nè. Ngọc Nguyên 160 thành phố nè. Ngọc Nguyên 160 thành phố beo nè. Ngọc Nguyên. Ngọc Trân Lâm chưa có màu nghe. Như Nguyễn thành phố. Như Nguyễn thành phố nè. Dây đen 160 nè. Dây đen 160 thành phố lẹ tay lên. Dây đen 160 thành phố nè. Nguyễn Thị là mẹ em lấy sọc. Mẹ em nhắn lấy áo sọc đen nhỏ. Chị lấy cho mẹ em, hình như chị không thấy không. Không thấy. Nguyễn Thị thì lên một cái 150 nè. Mẹ nhiêu ký vậy Linh? Chị ghi cho em luôn nha, Nguyễn Thị Thùy Linh. Trăm rưỡi. Chị ghi cho em luôn nha Linh ơi. Trời ơi, mấy má ơi, lấy một cặp hoặc hai cái, ba cái, bốn cái đi mấy má, vải đẹp lắm. Lâu lâu nó mới có hàng, chứ không phải chi Sài Gòn chợ Kim Biên ngày nào cũng có. Dây đen của chị Nguyễn Hồng. Một size nha bé Hồng. Nè, hai cái của Nguyễn Hồng nè. 320. Nguyễn Hồng 320 nè con. Trần Hoàng Ngọc Thúy đầm beo. Chị Trần Hoàng Ngọc Thúy 62 kg mà cao nhiêu rồi chị? Chút nữa em có mấy cái đầm này nè. 160 ngàn. Trần Hoàng Ngọc Thúy bé màu gì quên rồi, đầm beo. Vải đẹp lắm mấy chị. Nghe giùm em đi, lụa tơ tầm đã lắm. Vải này mặc sướng luôn.
Thùy Lê, đầm beo của Thùy Lê. Thùy Lê cắt củ phải không Thùy Lê? Thùy Lê 160.000 đầm beo. Thùy Lê đầm beo chị ơi, cho em coi áo ngực chị mặc. Áo ngực nó không có về Thủy rồi. Beo của Thủy Huỳnh nè. Thủy Huỳnh inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nha Thủy Huỳnh ơi. Thủy Huỳnh 160.000 beo. Beo của Thủy Huỳnh nè. Thu Hương. Thu Hương này là Thu Hương thành phố. 320 đen với beo. 320 của Thu Hương thành phố nè. 320 của Thu Hương thành phố. Thủy Quỳnh có rồi. Ngọc Trân Lâm đầm ngủ. Mẹ ơi, mẹ Ngọc Trân Lâm lấy đầm ngủ dễ đi nhậu hả mẹ. 320.000. Một cái beo nè. Một cái đen nè. Hàng hiếm luôn á mấy chị à. Cái này là bao nhiêu người hỏi luôn á. Phương Trinh một đầm beo ở dưới luôn á chị Trinh à. Ở dưới luôn á nha. Đừng về Việt Nam nữa. Nghe đồn tuần sau nghỉ tiếp á chị. Phương Trinh. Nè pin bỏ nó vô nè. Một đầm beo của Phương Trinh. Bỏ vô. Hoàng Hạnh. Đầm đen của chị Hoàng Hạnh còn không? Còn. Hoàng Hạnh inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nè. Còn chị nào khách cũ thì cứ vô trong tin nhắn dơ giùm em ngón tay. 438 của Hoàng Hạnh 160 nè. Mỹ Dung. Dạ Mỹ Dung ơi inbox em địa chỉ luôn nha. Mỹ Dung ơi bên em chốt bill qua tin nhắn đó mấy chị. Thông cảm giùm cho em nha. Con ơi đưa giùm gì? Úc Nguyên cái bì bóng mới nó bay ra xuống rồi con. Ai Mỹ Dung hai hai cái một đen một beo của chị Mỹ Dung. Dạ ok. Chị Mỹ Dung này không phải Mỹ Dung cũ đâu nha anh. Mỹ Dung mới nè. Phương Trinh nào vậy? Phương Trinh là bắt mình nè. 320.000 hai cái đầm nè mấy chị ơi. Nè con. Một đen có đen. Một beo có beo. Một đen có đen, một beo có beo, một đầm dây đen của Dung Vũ. Có luôn chị Dung Vũ. Dung Vũ nè, 160 nè. Có luôn chế Dung Vũ ơi. Mới nói cái gì quên rồi. À đầm dây đen, có đầm dây đen. Hôm nay em có một cái lọt đầm đẹp lắm. Giá cũng rẻ. Giá không có mắc. Dung Vũ. Yến Nguyễn Yến. À, Thúy Ninh Nguyễn. Hồi bữa Thúy Ninh Nguyễn cho địa chỉ số điện thoại rồi phải không chị anh? Thúy Ninh Nguyễn. Hồi bữa lấy cái đầm bi nhỏ nè. Anh lấy gieo cho chị Thúy Ninh Nguyễn chưa? Còn beo Thúy Ninh Nguyễn phải không? Thúy Ninh Nguyễn một đầm beo 160.000 của Thúy Ninh Nguyễn nè. Ai bóc cái gì cục mì bóng gương rồi con. Rồi Thúy Ninh Nguyễn một đầm beo. Ok con. Đen dây của Huệ Nguyễn. Huệ Nguyễn inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nha Huệ Nguyễn ơi. Còn chị nào khách mới có vô trong tin nhắn giơ giùm em cái ngón tay lên cái nha mấy chị. Để em biết chứ không em lộn bill tỉnh này em gửi lộn tỉnh nọ rồi. Tại vì nít trùng nhau lắm. Đó mà đó Nguyễn Hồng có rồi. Chị đồ nhiêu ký? Dạ tính trung 60-90 ký. Ờ Huỳnh Thảo. Huỳnh Thảo beo giờ đen. Rồi giờ mới mệt nè. Tại vì cái beo này là cái beo đồ đi tắm biển rồi. Để em coi thử còn beo cho mấy chị không nha. Chờ một chút. Đen có nè Huỳnh Thảo, chờ một chút nha Huỳnh Thảo. Đen còn cái nè. Tại vì beo này là beo đi tắm biển rồi. Biết nãy giờ ta đút lộn. Bây giờ còn đen thôi. Bây giờ còn đen thôi mấy chị ơi. Còn đen thôi, còn beo này beo đi tắm biển rồi. Huỳnh Thảo còn đen nha, 608.
Huỳnh Thảo inbox dùm địa chỉ kèm số điện thoại nha Huỳnh Thảo. 608 160 ngàn nè. Nè con bỏ chung vô luôn. Lấy cái này bỏ vô đây, tháo ra. Một size. Hân Nguyễn này, Hân Nguyễn nào đây? Phải Hân Nguyễn Nha Trang không? Hân Nguyễn hết beo rồi, lấy đen hay Hân Nguyễn hơn? Lấy beo đi Hân. Lấy beo nha Hân ơi. Lấy cái đen à. Rồi đầm ngủ đây, tại vì có nhiều chị dặn, không nhớ chị nào dặn thôi chứ. Hân Nguyễn Nha Trang nè. Huỳnh Thảo inbox cái Huỳnh Thảo ơi. Beo 100 kg không vừa. Còn đen à gái à. Linh Hồi một áo đầm nha, đầm ngủ nha. Đầm ngủ dây đen chứ không phải áo. 60 ngàn của đầm ngủ dây đen của Linh Hồi nè. Mấy chị em bán hàng chậm chút nha, tại hàng thúc nó không có ship như bình thường. Mấy chị thông cảm giùm em gái. Tấm bao này em lên chị. Đó, chị Mỹ Dung Bình Dương á, Mỹ Dung hồi nãy á, 039 là Bình Dương. Rồi, đầm đen có rồi. Rồi, ok, qua mẫu nha quý vị ơi, qua mẫu đi. Đầm phơm tuôn này 160 nè. Có chị nào lấy nữa thì báo giùm em nha. 60, 65 tới 85kg vừa. Đầm phơm tuôn. Đây. Rồi, qua mẫu nè. Chị chờ em chút, cái bao này gần hết rồi nè chị. Trời em chúc mấy chị ơi đừng hấu. Hấu cái em nôn cái. Em chạy muốn xuất quần luôn á. Đừng hấu em mấy chị. Cho mấy chị coi đầm đi biển nè. Một là đầm đêm nguyễn, hai là đầm quán ngủ. Đầm giống như mấy chị tắm xong á. Mấy chị quán rất là đẹp. Đầm này bán mấy chị 160 luôn nè. Comment giùm em là đầm beo đi biển nha, đẹp không mấy chị? Thôi xuất sắc luôn chứ đừng có nói là đẹp nha mấy chị nha. Nè, xuất sắc luôn chứ đừng có nói là đẹp, mấy chị coi nè. Dễ thương lắm. Đây. Mấy chị cột thằng này qua thằng này. Trời ơi, cái này mà đi biển là hơi bị chết con gà mấy mơ luôn á quý vị. Tại vậy còn có túi nữa chứ. Nói chung là đầy đủ đồ chơi. Rồi, 160 ngàn, comment giùm em đầm đi biển nha. Comment giùm em đầm đi biển để mặc biết bikini nha mấy chị. Đầm đi biển. Chị nào chốt đầm đi biển, chốt lên giùm em. Đầm này chị nào mà từ 65kg tới 95kg vẫn vừa đầm đi biển. Chốt lên giùm em đầm đi biển nha. Rồi Trương Liên đặt thả đây nè. Ai? Rồi số điện thoại rồi Trương Liên. Inbox không có cho inbox luôn mà cho trên đây cái số điện thoại không à. Ai ai? Trương Liên. Rồi xã của Trương Liên ơi đưa đi Úc Nguyên. Beo biển. Rồi xã cái áo dây của Trương Liên, chị nào chưa có áo dây nè. Chị nào chưa có áo dây chốt lên nhà em áo dây 100 ngàn. Thu Trang Nguyên đầm đi biển nè. Thu Trang Nguyên. Thu Trang Nguyên đầm đi biển. Mấy cái này em không có thời gian em ship nha mấy chị. Thu Trang Nguyên nè. 160 mấy chị ơi. Thu Trang Nguyên 160. Bích Heo 160. Bích Bích Thủy đi chị để nhớ. Bích Heo 160. Để tay lên. Ngọc đây. Nguyên thành phố. Đây là chị B. Cái đầm này mặc lên cực kỳ trẻ trung. Chỉ còn một cái đôi giày thể thao nữa cũng đẹp nữa. Mà vải hàng xúc đẹp lắm. Huỳnh Thảo nãy giờ inbox cho em chưa? Huỳnh Thảo 160. Huỳnh Thảo inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. Rảnh rảnh cho luôn chiều cao con nào mai mốt mua đồ cho nó dễ. Huỳnh Thảo khách cũ. Huỳnh Thảo khách cũ nè. Áo dây của Sam Bùi, áo dây hàng xúc này hơi bị đẹp nha Sam Bùi. Ở đây mấy chị mà không inbox cho em địa chỉ số điện thoại em không có chụp bill được nha. Tam Bùi nè, áo dây 100 ngàn. Tam Bùi áo dây 100 ngàn. Có rồi, beo biển có rồi mấy chị.
Chị nào chốt đầm beo đi biển nữa chốt giùm em. Một là đi biển, hai là mấy chị mặc tối tắm rửa mặc ngủ vẫn được. Còn bình thường mấy chị muốn mặc làm gì là mặc đi ba, mặc đi bốn gì đó tùy mấy chị nha. Mặc đi ba, mặc đi bốn gì tùy mấy chị thôi ha. Rồi lên tiếp nè quý vị ơi. Lên tiếp nha. Lên tiếp đi. Hình như bây giờ em sẽ bán đầm này cho mấy chị với giá là 130.000. Mấy chị ơi, mua mặc ngủ phải rất là đẹp nghe em đi. 60 tới 90 kg vi vu, chị nào 92 93 kg vẫn ok nha. Comment giùm em đầm mà đầm 130. Comment giùm em đầm 130, đầm này mặc rất là thích, mặc hàng ngày cực kỳ thích. Đầm 130 mấy chị ơi. Xong bao này em lên bộ chín tóc nha. Comment lên giùm em đầm 130 được mấy cái à, chứ không được nhiều đâu. Đầm 130 mấy chị. Chị nào chốt đầm 130 chốt lên giùm em đầm 130. Đầm 130 mặc cực kỳ đơn giản mà cực kỳ đẹp. Giới nào chốt đầm 130 chốt lên giùm em. Đầm 130 nha mấy chị nha. Đầm 130. Trần Hoàng Ngọc Thúy ghi nè bé ơi. Trần Hoàng Ngọc Thúy 130 nè. Trần Hoàng Ngọc Thúy 130. Như Nguyễn thành phố 130. Qua về mấy chục cái áo khoác rin nè, sao chị Như Nguyễn không lựa đi. Chị Yên Ruby đầm 130. Nãy sao chị Yên Ruby không lấy đầm ngủ? Còn hai cái đầm ngủ đen kìa chị. Chị Yên Ruby 130.000. Bà bảo thôi con ba mệt rồi. Mày tào lao không à. Minh Thùy 130. Bà là tào lao nhất trong cái đám tào lao á. Minh Thùy 130. Ok, nãy sao chị Hồng Điệp không lấy đầm ngủ màu đen, đầm ngủ dây đẹp quá trời luôn. Trời đất ơi. Ruby cái bill ai đây vậy? Minh Thùy. Minh Thùy 130. Nè con Minh Thùy 130 nè con. Bỏ vô. Hân Nguyễn Nha Trang. Chị Hồng Điệp 130. Ai nữa? Chị Hồng Điệp. Dạ để em đưa lên cho chị Hồng Điệp coi nè. Hồng Điệp 130. Hồng Điệp này khách cũ nè. Đây nè chị ơi, Yên Ruby. Lâu lâu nó mới có đầm đẹp chị ơi. Lâu lâu nó mới có đầm ngủ hàng xúc đẹp. Đầm này mà trai con bú chồng bú cũng được nha. Chị tại Dung đây Vũ nó tháo ơi. Được nè. Chị Dung Vũ còn coi đó không? Coi vô inbox chọn Dung, tay Dung Vũ khách cũ. Chị Dung Vũ ơi, vô trong tin nhắn chọn ngón tay lên giùm em cái. Vải đẹp lắm Phan Ái, vải đẹp lắm. Nó là free size nha Sam Bùi. Sam Bùi nó là free size nha. Có rồi, có hết rồi mấy chị. Hồng Điệp có rồi, Hân có rồi. Đầm ngủ em còn một hai cái gì á. Một cái. Đầm ngủ em còn ba cái, à hai cái mấy chị. Đầm ngủ đen còn hai cái. Nó free size 60-90kg. 160.000 yên ruby ơi. Nãy nó có beo nữa mà hết rồi. Nãy có đầm đi biển mà bà không chịu lấy. Đầm beo đi biển mà không chịu lấy. Rồi 160.000 của Yên Ruby nè. 160 của Yên Ruby còn đúng một cái nha. Còn đúng một cái đầm ngủ dây. Vậy nào chốt thì chốt lên giùm em nè. Phan Ái ơi, Phan Ái lấy đầm này nè Phan Ái. Đầm này size dưới 70kg nè. Đầm này size dưới 70kg nè. Đây 160.000 đầm hoa. Hình như có một hai cái à. 160.000 dưới 70kg. Từ 50, từ 55 tới 70kg đầm hoa đen. Comment giùm em đầm hoa đen nha. Đầm hoa đen có hai cái à. Ở sau lưng là đầm chữ ở Diễm Trần. Đầm 130 là Thanh Phạm. Đầm 130 là đầm bẹt vai á gái. Dễ thương lắm gái. Mặc ở nhà là cực kỳ thoải mái nha. Mặc ở trong dưới quần mặc váy hoặc quần sọt là hơi bị dễ thương. 130.000. Dạ đây đầm beo em đưa lại cho chị coi. Đầm beo đi biển á. Nó đắp qua đắp lại gì nè chị đây. Đầm beo đi biển. Có hai dây cột hai bên lại nha. Một là mấy chị mặc đi biển, hai là mấy chị tắm xong mấy chị mặc vẫn được. Đây mấy chị đầm beo. Phải đẹp lắm, 160.000. 60 tới 95kg cũng vừa. Thanh Phạm một đầm 130. Thanh Phạm mới đâu rồi Thanh Phạm? Hả? 130.000 Thanh Phạm nè con. Hả? Dạ đầm suông nào chị Ngân Quỳnh ơi. Đầm bẹt vai 130 hay là đầm suông này trăm, đầm suông chữ 18 160 hay là đầm 130 của Phan Ái nè. Đầm hoa đen
quà. Đàm Phan 260 nè. Rồi, mười nước quà. Quà à? Cái gì là Tam Bùi? Quà. Phan 260. Cười gì vậy má nội, Phương Phạm bộ lộn gì mặt khóc vậy mẹ nội. Rồi lên tiếp đi mấy chị, 130.000 tiếp nè. Mấy cái đầm này mấy chị mặc thoải mái lắm. Đây nè, comment giùm em caro đỏ nha. Dễ thương lắm mấy chị ơi. 130.000 caro đỏ được 1 cái, được 2 cái. Đầm beo, đầm thương có chữ ok Ngân Huỳnh. Ngân Huỳnh inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nha Ngân Huỳnh ơi. Ngân Huỳnh 160.000 đầm thương có chữ. 160.000 đầm thương có chữ của Ngân Huỳnh nè. Đầm beo đi biển của Thu Hương thành phố nè. 160.000 đầm beo đi biển nè. Cái gì đó vậy? 130 của ai ạ? 130 lộn. 130 nói lộn. Đầm beo đi biển của Thu Hương Văn Nguyễn thành phố nè. Văn Nguyễn thành phố. Trăm ba chục ngàn. Dạ ok mẹ con lộn mẹ nội. Lộn bé Lùng mới nói xong đó mẹ nội. Đùi hoa đen còn kìa. Đâu? Đùi hoa đen đâu má nội. Đầm đầm mới nói đưa dơ lên 50 tới 70 ký mẹ nội à. Còn bán cho để dành làm muối ớt nè má. Còn là bán cho tôi mới để dành làm muối ớt nha má nội. Trời ơi cái đầm này nó cưng lắm. Em kiếm cái móc rồi. Kiếm cái móc rồi để Út Nguyên lấy cho. Buồn ngủ không? Đây nè mấy chị. Đẹp không? À, nó không phải đẹp thường đâu nha mấy chị. Đẹp thường đâu. 180.000. Đây nè. Rất là đẹp. Nhưng mà xinh lắm mấy chị, xinh mà vải vải xuất sắc lắm. Cái này khoảng cỡ từ 60 tới 75 77 kg thôi đầm này. 180.000. Comment giùm đầm này đi tiệc được, đi chơi được nha mấy chị, 180.000 đầm xuất. Chị nào chốt đầm xuất chốt lên giùm em. Đầm có chữ của Trâm Anh Nguyễn. Bữa giờ mới thấy Trâm Anh Nguyễn. 160 của Trâm Anh Nguyễn. Còn một cái đầm ngủ nha. Trâm Anh Nguyễn 160. Có xếp xong cái này lên xếp liền nè Bảo Châu. Có bữa nay có xếp đùi với xếp dài nha. Đầm này 180 nha, dưới 75-77 kg. Chị nào chốt đầm 180 chốt lên giùm em đầm 180. Có này size nhiêu? Đầm 180 có size dưới 85 kg nữa nha. Đầm 180 có size dưới 85 kg nữa nè mấy chị, đầm này mặc sang lắm. Đầm này mặc sang cực kỳ. Chị nào chốt đầm 180 dưới 75 kg có, dưới 85 kg có chốt giùm em nha. Đầm 180 quý vị ơi. Đang phong size. Nè có dưới 9 mấy ký nữa nè, có dưới 95 ký nữa nè. Đầm 180 có size dưới 95 ký nữa. Ui mà đầm hàng xuất hôm nay mấy chị cầm mấy chị sẽ ghiền cái vải liền. Có size dưới 95 ký nha. Chị nào chốt size dưới 95 ký chốt lên giùm em. Rồi chuẩn bị lên hàng xuất sắc nè. Có chị nào lấy đầm 130 nữa không? Có chị nào lấy đầm 130 nữa thì báo em ha. Để cái mặt cho nó mát. Có chị nào lấy đầm 130 nữa thì báo em. Ủa đâu mất tiêu hết đâu. Mấy chị còn coi live stream không? Chấm chấm mút mút lên giùm cái đi mấy chị. Bán ế quá ế, nãy giờ chưa bán được gì luôn á. Chưa bán được gì luôn. Nó cũng y chang vậy á, Nhẹ Tâm thì nó size nó lớn hơn Nhẹ Tâm. Y chang cái đầm chị mới cầm lên á. Đầm xuân chữ của chị Thúy Ninh Nguyên. Chị Thúy Ninh Nguyên nè. Cảm ơn gì mà nó nhức dữ vậy anh. Cái gì nó cũng nhức không. Trăm sáu của Thúy Ninh Nguyên.
Chị Thùy Lê đầm 108. Nãy giờ có được cái đầm tay lớn. Dạ, dạ tay, qua đây. Mới cầm mà móc rồi. Cái đầm này nó dày nè em. 63kg hết rồi chị Vy ơi, đừng có lấy size này. Size này lớn lắm. Anh đổi cái này cho Thùy Lê nè anh ơi. Đổi cái này cho Thùy Lê nè. Lấy cái của Thùy Lê đưa cho. Lấy cái của Thùy Lê đưa cho Trần Hoàng Ngọc Thúy đi. Cái đó của Thùy Lê. Trần 80. Thanh được Nguyễn 80kg. Cái đầm này nó mặc lên nó sang trọng lắm mấy chị. Nhiều lúc mấy chị mua like cá cho ra ngoài mấy chị mua không được chắc vải này đâu. Không em nói thiệt chứ không phải em nói chậm. Đây, Thanh được Nguyễn. Xong bao này mới lên xếp bộ nha. Hôm nay xếp bộ đỏ bẹp vai dạ. Đẹp lắm. Thanh được Nguyễn. Cho dục ra. Thanh được Nguyễn inbox giùm em địa chỉ kèm số điện thoại nha. 108 của Thanh được Nguyễn. Dạ chờ một chút mấy chị ơi, đừng hấu hấu mà không kịp uống miếng nước luôn á. Thiệt. Mấy chị muốn vô xếp bộ đúng không? Rồi. Anh ơi, đưa em bao xếp bộ vô đây ạ. Nãy hai đứa tụi tôi, ba đứa tụi tôi khiêng cái bao đồ này vô muốn loài bản họng luôn nè. Cái bao này nè. Xếp bộ, đỏ đỏ đó nè, bao đỏ nè. Rồi chồng bên đây. Rồi vô xếp bộ nha quý vị ơi. Vô xếp bộ. Cái này là đầm. Rồi vô xếp bộ 240. Xếp bộ tổng cộng có 4 size, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg mấy chị ơi. Đây. Vải nhà em thì mấy chị khỏi chê nha. Vải bên nhà em thì hôm nay mấy chị khỏi chê. Đây. Rồi, chị nào chốt vô lấy một set L, size L giùm cho chị được không? Set đỏ nha, kèm với lại quần chín tóc. Set này 240. Set này 240 lấy một set da này con size L. Chị nào chốt set đỏ chốt lên giùm em, vải bên nhà em là mấy chị khỏi chê nha. Chị Thanh được Nguyễn có thể inbox giùm cho em được không chị? Inbox để khi làm bill chụp hình bill qua cho mấy chị coi mấy chị biết không? Chứ không là nhiều lúc mấy chị bị lừa là em không có chịu trách nhiệm đâu nha. Set đỏ. Set đỏ 90kg của ai đây? Set đỏ 90kg của chị Yên Ruby. Anh nghĩ sao vậy? Bóng Thanh được Nguyễn mà nói gì vậy anh? Đây. Chứ anh để ở đâu vậy? Yên Ruby một tiếp nè. Duyên Bảo Ngọc 60kg. Duyên Bảo Ngọc. Duyên Bảo Ngọc ơi, inbox giùm cho địa chỉ kèm số điện thoại nha chị Duyên Bảo Ngọc ơi. Duyên Bảo Ngọc 240 là xếp đây chị nào trắng mặt đẹp lắm. 78kg 1m55. Lấy là chị, vải này co giãn lắm. Thu Trang Nguyên.
240 của chị Thu Trang Nguyên. Chị Thu Trang Nguyên xong tới ai nữa đây ta? Bé Mi Vũ. Lấy cái bút lông lại đây, liệng đồ ra ghi giùm cái vậy trời. Thanh Thảo Nguyên nè, Thanh Thảo Nguyên 100kg nè. Coi đọc vô trong máy nha. Thanh Phạm nè, Thanh Phạm 240 nè. Ngọc Xanh bộ đỏ 70kg của Ngọc Xanh nè. Ngọc Xanh qua đây luôn, chính. Đụng qua đây luôn. Ghi một cái à. Ngọc Xanh 240 nè. Chị Đông Trung 90kg của chị Đông Trung nè. Nè cái lùng ghi chị Đông Trung nè. Ngô Văn Bảy 65kg của Ngô Văn Bảy. Ngô Văn Bảy inbox giùm em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Ngô Văn Bảy 240 của Ngô Văn Bảy nè. Võ Ngọc Thu xích đỏ XL 75kg nè. Võ Ngọc Thu 240 của Võ Ngọc Thu nè. Nhung Lê sai 100kg. Nhung Lê inbox địa chỉ kèm số điện thoại nè. Nhung Lê ơi, Nhung Lê 240 inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nè. Nhung Lê. Lê Thúy Bình một đầm xuân chữ một xếp bột đỏ dưới 70kg. Đây Lê Thúy Bình inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nè. Lê Thúy Bình ơi, Lê Thúy Bình cái này 160 nè. Bỏ vô của Lê Thúy Bình nè, bé ghi Lê Thúy Bình luôn nè con. Lê Thúy Bình hai món đỏ má ơi, đỏ dưới 7 dưới 90kg hay dưới 100kg là Thanh quận 12. Thanh Vũ Hán, Thanh Vũ Hán lấy đỏ size gì cục cưng ơi. Nè trong quá trình mấy chị chốt đỏ thì em cho mấy chị coi bộ vàng nha. Bộ vàng mấy chị đây, bộ vàng đùi 220, bộ vàng đùi 220 đủ size dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Chị nào chốt bộ đùi vàng 220 chốt lên giùm em. Xếp đỏ 100, 108, 100, nhẹ tâm size dưới 80kg của nhẹ tâm. Nhẹ tâm xếp đỏ inbox địa chỉ kèm số điện thoại nhẹ tâm. Bữa sau kêu size 80kg nha nhẹ tâm. Size 80kg. Đỏ size nhiêu á Thanh, Thanh Nguyễn này nè. Xếp đỏ chín tóc vải đẻ lắm mấy chị ơi. Xếp đỏ này bẹp vai kèm theo cái nơ nha. Dễ thương lắm quý vị à. Cái đỏ này mấy quý vị mặc lên trắng là như bum luôn á. Đây. Nhưng mà vải bên em co giãn mềm mịn lắm ha. Dưới 100kg của Thanh Nguyễn quận 12 nè. Hai trăm bốn mươi ngàn nè. Dứ bà bữa nay yêu quái không mà dứ dứ rồi chứ. Dứ cái quần què cái dứ dứ. Rồi xong chưa mấy chị? Xong chưa? Qua mẫu nha. Đúng rồi. Xong rồi qua mẫu phải không? Rồi ok, xong rồi qua mẫu. Rau cá dưới 100kg rồi mới nậu. Rồi qua mẫu nha nè, bỏ trong cái kia. Chính tóc 63kg. Trần Trần Hoàng Ngọc Thúy nãy giờ có bộ đỏ chưa vậy anh? Hả? Dạ. Nè đưa chị Lung tiếp bộ đây cho Trần Hoàng Ngọc Thúy. Trần Hoàng Ngọc Thúy bộ đỏ hết rồi nè, hết tập luôn rồi đó. Còn này bộ 90kg thôi. Rồi bán tao rồi còn bộ 90kg không vậy? Đây nè con, Trần Hoàng Ngọc Thúy nhã tâm ở đây có hai con. Mới cho Cẩm Vân coi rồi đó. Nhã tâm ở đây cũng có nhã tâm đó, rồi nhã tâm nào? Nhã tâm ơi inbox cho địa chỉ số điện thoại nha nhã tâm ơi. Hết đỏ không chị Ân Minh ơi, hết đỏ rồi. Que que mẫu chờ một chút mẹ que mẫu cũng phải từ từ vậy que mẫu chứ. Bây giờ cái đầm này mà nếu em đưa lên cho mấy chị cái đầm sau lưng em nè, mấy chị sẽ không thấy nó đẹp đâu. Để em mặc thử rồi em chụp lên cho mấy chị nha. Chứ bây giờ mà em đưa cái đầm này lên mấy chị cũng không thấy đẹp được đâu mấy chị chụp. Nhưng mà đầm này mà là mấy chị để dành đi ăn cưới nha. Thật sự đầm này mấy chị dành đi ăn cưới được.
cái chị gì Tâm Tâm gì đó cho lên địa chỉ kèm số điện thoại nha chị Tâm ơi. Đây nè, cái đầm này mấy chị làm ơn để dành đi mặc đi cưới giùm em cái. Thứ nhất là cái vải nó rất là đẹp, cái vải này lên đi cưới cực kỳ xa, đây dưới 70 kg. Khi mấy chị mặc lên á là cái chỗ đây nó sẽ nó sẽ có xếp 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 nè ha. Đầm á gái, đầm này đầm đi ăn tiệc á gái, đầm này đầm tiệc nha. Nhưng mà đầm này để mặc lên chụp, nhưng mà đầm này có 3 size à. Dưới 90 kg là hết mắt à, không mắt size lớn nữa. Rồi xách ra nè Bino, xách ra để sau lưng con á. Mấy chị chờ chút em lên bộ nữa cho mấy chị, bộ hàng hàng xuất giống như đầu lai vậy á. Rồi bây giờ lên tiếp đầm hàng xuất nha mấy chị nha. Tối có lai cho chị Phương, tối hôm nay đói sao chị, tối hôm nay em đói chết luôn á, thiệt. Rồi đầm sọc này có chỉ được vài cái thôi nha. Dạ đầm á chị, đầm em có đầm đầm á chị nha chị. Em ơi lấy cái móc xuống để quay lại cái con trộm liền không. Đầm này mấy bà ông hút tôi làm con mấy bà luôn. Đầm 200. Đầm này mà mấy má ông hút tôi làm con mấy má luôn, tôi nói thiệt luôn. Coi đầm 200 nè. Cực kỳ đẹp. 60 tới 85 kg bao vừa ha. Cực kỳ đẹp. Đầm này chị Nguyễn Hồng mặc cũng vừa. Ai làm cái gì làm mà cho tôi một cái ha. Công tình sáng giờ tôi bán một loài bản hồng, cho ăn cái để mặc giật vét đi mấy má. Tết giờ chưa có đồ mới luôn á. Rồi comment lên đầm sọc có mấy cái rồi nha. Một, hai, ba. Hân Nguyễn Nha Trang nè, bán cái đây cho bà Nguyễn Hồng, nếu bà Nguyễn Hồng lấy nè. Ừ có size tôi cho dưới 90 kg nha. Nè Hân Nguyễn Nha Trang nè luôn ơi, Hân Nguyễn Nha Trang có dấu 200. Đầm này có nhiều màu lắm. Hân hay Ngân gì? Hân Nguyễn. Hân là Hân chứ không phải Ngân đâu nha. Để kiếm đầm cho Ngân sai Ngân nha Ngân. Đầm này là của Ngân Nguyễn Hóc Môn nè. Bé đâu hả ông? Mày thò cái đầu ra đầu gì đọc rồi tao còn kiểm tra view nữa chứ mày thò ở đâu mà lúc làm bill không có cái người nào mà lộ cái đầu ra hết gì không? Ủa thì quăng ra đi, người ta làm người này, người ta đang đi tìm bill rồi mà kia thỏ cái đầu kia thỏ sao? Thỏ rồi biết ăn hay ngon hay biết bill đúng bill sai chứ? Ngân Nguyễn Hóc Môn nè, Thu Trang Nguyên nè. Ngân Nguyễn Hóc Môn nãy có mua đúng không? Ngân Nguyễn Hóc Môn coi rồi đó, bây giờ tự nhiên cầm cái tiêu vô hỏi sao tôi nhớ. Tôi không có nhớ. Đưa cái view Hân Nguyễn nó mới đổ cái nè Ngân Nguyễn nè. Cái view Ngân Nguyễn mới đưa ra, đổ cái size đi. Đưa cái size kia lại cho thằng Bin, cho chị Thu Trang Nguyên. Mở cái vịt ra. Rồi lấy cái đồ đó bỏ vào cái bịch máu kia. À, chị Thu Trang Nguyên, chị Thanh Mỹ đầm sọc nè. Lấy cái bì bỏ vô đầm vàng đi. Để bì ra. Thanh Mỹ đầm sọc nè. Hết đầm sọc rồi mấy chị. Còn cái đầm sọc.
Mấy chị comment giùm em đầm sọc kèm số ký nha. Mấy chị comment đầm sọc không, chị nào nhớ thì em để, chị nào không nhớ em không để đâu. Chị Hương Trang nè. Ví dụ như mấy chị muốn lấy cái đầm đó kèm như thèm giùm em số ký ở sau. Ví dụ như chị nào em nhớ thì em còn để sai cho mấy chị được, còn chị nào em không nhớ là em lướt luôn á. Hương Trang thành phố nè. Bill của ai? Nhã Tâm. Rồi xã bill của Nhã Tâm nha. Xã bill của Nhã Tâm thấy XL nè. Mua thì cho làm ơn cho địa chỉ, có đi số điện thoại. Có địa chỉ, người ta kêu là mẹ không bận xã giùm. Kìa. Mắc mòn. Bỏ trong cái bịch xong luôn rồi Rin. Đầm sọc màu này hết rồi nha. Rồi bây giờ qua mẫu đầm sọc khác nè mấy chị. Em có một nùi sọc lận. Đầm sọc này em có màu đen nhưng mà đa số là màu đen là size nhỏ mấy chị. Đây màu đen. Lên màu đen cho quý chị nè. Ôi đầm này đẹp lắm. Đầm 200 nhưng mà nó đứt đáng đồng tiền lắm mấy chị. Đầm ăn suốt 200 mà nó sướng ghê lắm lận. Nè. Nó giống cái đầm hồi nãy mà ở trên này nó đắp ren nè mấy chị thấy không? Nó giống cái đầm sọc luôn ha. À, đây. Đầm này đầm đen 200. Đầm đen em có size dưới 70kg và dưới 80kg nha. Rồi mấy chị chốt lên giùm em đầm đen với. Rồi mấy chị chốt lên giùm em đầm đen với nha mấy chị nha. Đầm đen mấy chị comment kèm số ký ở sau, vừa thì em sẽ đưa, không vừa em sẽ không chốt. Vậy đi mấy chị. Vừa thì em sẽ đưa cho mấy chị, còn không vừa em không chốt nha. Em là vậy á. Chứ không phải bán cho được xong rồi mai mốt đổi trẻ cũng lời bản hồng. Đầm đen mấy chị ơi. Dạ không, chị gấu yêu shop hết rồi, em có mấy cái à, chị chốt giùm em màu đen nha. Comment lên giùm màu đen. Size dưới 60-65kg, dưới 70 và size dưới 80kg. Chị nào chốt đầm đen chốt lên giùm em. Sọc hết rồi. Sọc nãy giờ hết nửa tiếng đồng hồ rồi. Đây có sọc đỏ nè. Sọc đỏ cũng 200 quý vị ơi. Sọc đỏ cũng giống như sọc đen hồi nãy á. Cái này là sọc đỏ nè. Vải đẹp lắm mấy chị, vải hàng xúc đẹp lắm. Sọc đỏ cũng có size dưới 80kg. Chưa chị ơi, mới lên được cái set đỏ à. Chưa may kịp, tối nay mới lên nữa lận. Sọc đỏ size M nè. Đen. Comment lên giùm em đúng câu nha. Còn mấy chị comment không đúng câu em không có để đâu. Một là đầm đen nè. Comment đen 200 kèm số ký hoặc là sọc đỏ. Chứ mấy chị comment sọc không là em cũng không biết đâu. Còn cái này sọc trắng đen. Đây. Đây cũng sọc trắng đen nè quý vị. Sọc trắng đen. Nói chung là mấy cái đầm này đẹp đó. Sọc trắng đen. Mấy chị comment lên đúng thì em đưa nha. Còn comment không đúng mất công. Nó lộn màu rồi, bữa nào mấy chị nói em mà sao chốt thế này thế kia là nó mệt óc lắm. Nó mệt chim lắm. Mấy chị thấy lên mẫu không đẹp nhưng mà thực sự nó rất là đẹp nha mấy chị. Đẹp cực kỳ ha. Đầm đen 65kg của chị Thanh Hương Nguyễn nè. Nè Thanh Hương Nguyên. Thanh Hương Nguyên không có dấu 200.000. Trần Hoàng Ngọc Thúy. Chưa sáng mai à. Trần Hoàng Ngọc Thúy. Hai trăm của Trần Hoàng Ngọc Thúy. Thu Trang Nguyên. Sọc trắng đen 63kg của Trần Hoàng Ngọc Thúy là bên. Mày quăng bớt mấy cái đồ vào vô, tao thấy nó rối quá, rối rồi bên nè. Quăng cái bì đã xuống đất đi, cái tự nhiên ngầu ôm mà đắp lên vậy. Thu Trang Nguyên đầm trắng đen. Thu Trang Nguyên nè, 200. Sọc trắng đen của Minh Thùy. Minh Thùy 200, kiểm tra Minh Thùy có địa chỉ số điện thoại cho nha. Sọc đỏ 71kg của Kiều Anh. Sáng mai gửi bill Kiều Anh đây nha. Sọc đỏ của Kiều Anh. Nè bên. Sọc trắng đen của Trần Hoàng Ngọc Thúy. Nè Trần Hoàng Ngọc Thúy nè.
Bóng đỏ của Phan ấy. Phan ấy 200. Thanh được Nguyễn. Nghe là chị à. Ủa vậy hả? Ủa còn như chị nhớ con biểu kiểu anh ở đây mà. Vậy là anh Phước anh làm rõ hết rồi. Ngoan kia tao đâu có làm biểu. Anh Phước làm biểu đâu. Cái chị có lấy mẫu này nữa không? Ông lấy mẫu em qua mẫu nha. Em có hai cái màu độc nè. Mỗi mẫu nó có cái này hình như size 100kg nè. Đây em có cái sọc xanh. Em có cái sọc xanh size 65-67kg nè mấy chị. Có một cái nè. Em có cái sọc xanh size 65-67kg. Chị nào chốt sọc xanh dưới 65-67kg chốt giùm em nha. Đó với lại một cái sọc đỏ. Một cái sọc xanh đỏ. Sọc xanh đỏ cưng lắm. Sọc xanh đỏ này à, dưới 80kg cũng vừa. Đó. Em có hai cái sọc xanh dưới 65-67. Và sọc sọc đỏ ha. Sọc đỏ thì à, dưới 80kg cũng vừa. 65-70kg cũng vừa. Que que là cái gì má? Que que là này nè má. Que que con cặc. Que que que. Để coi size thử. Cái này size bự á. Cái này mẹ mặc được nè gái. Đây nè. Cái này mẹ mặc được nha. 200.000. Đồng xanh 90 có 95, 97, 98kg vừa. Của ai? Gấu yêu sớt. Sọc xanh đỏ 72kg đây. Của ai? Gấu yêu shop inbox cho em đi chị ơi. Đừng có cho địa chỉ xuống. Dạ con mới đưa lên màu xanh đó mẹ. Bán luôn 200. Mẹ nội. Que que cái cục vứt. Cái đầu đó mẹ mặc đẹp á. Vải đẹp lắm. Vải xanh nó mát và mịn lắm. Vải bên em đều co giãn nha. Trần Sam đó chị. Đừng đổi giùm cái đi má nội. Phan Ái. Chốt thêm Phan Ái. Lấy cái view của Phan Ái mới vừa rồi chốt quá đổi cho nó đây nè. Nó mới chốt cái đầm sọc gì vậy? Đổi qua cái này nè. Sọc vào đấy hả? Đúng rồi, đúng rồi. Sọc đỏ. Rồi. Nếu mà em không thấy chị cho em thả cái mặt cười lên đó. Nó hiện lên trên cùng mà nghe. Nha. Nhan Kiều. Rồi từ từ chị giải quyết cho. Cái quần này quần thể dục nè. Quần này chị nào 60-65-67kg rồi hút. 100.000 quần này. Hàng xúc. Hàng xúc nha. Áo 70-90kg vẫn còn ha. Chị nào chưa chốt áo đen chốt luôn nè áo đen. Rồi vô tiếp cho mấy chị nha. Vô tiếp bộ thể thao cho mấy chị. Chị nào hôm qua em kia chưa. Mấy chị ơi, ngày hôm nay em mặc cái áo khoác ra đường em mới thấy nó sướng. Sướng cực kỳ. Nó thực sự luôn. Thứ nhất là nón, tay, áo, vải nó dày. Thứ hai độ co giãn nó cực kỳ mịn. 201.000 một cái áo khoác. Nhưng mà màu nào mặc lên cũng đẹp hết. Em lấy bao khoác xong rồi nè. Anh ơi, mới mưa giùm em cái bao hình thức nha. Bên vậy thôi em. Rồi vô một áo khoác. Nặng lắm con 7 được đâu. Em vô cục áo khoác không nón nha. Rồi để im đó con, để im đó. Chỗ rồi pin qua kia vậy. Chứ mày sàn dữ rồi pin. Mày sàn dữ địa sàn lăn luôn á. Chưa có bé Mi Vũ không? Chưa có. Cái đó phải lấy cái hàng ôm lô, hàng rẻ à. Chứ mà nếu mà cái hàng đó mà. Nè mấy chị cổ lên tới đây luôn nè.
mà sướng lắm nha mấy chị. Dễ mua lại, mua thêm đi Ngọc Nguyên. Nhưng mà ta thấy có nón với không có nón, ta thấy nó cũng đẹp như nhau rồi Nguyên ơi. Nhưng mà thực sự ra đường ta cũng chả thấy ta đậu nón đâu. Nhưng mà thôi được không? Nhưng mà đẹp lắm mấy chị ơi. Em nói thực sự luôn á, nó đẹp dã man. Áo này của em nha mấy chị, nó đẹp dã man con ngang luôn mấy chị. Mặc cái áo khoác này ra đường nó sướng tàn canh giá lạnh. 65 tới 90, mà 95 kg cũng vừa nè. Đây nè, khi mấy chị kéo thì nó sẽ nằm như thế này thôi. Nhưng mà thực sự mấy chị ơi, độ co giãn nó nhiều lắm. Cái độ co giãn nó nhức nhói luôn á. Rất là đẹp. Em có được còn vài cái thôi nha mấy chị, còn không cỡ mấy chục cái á. Nhưng mà giờ em vô một cục này thôi. Đó. Cái gì đây? Nó bị nó kéo lên tới này nè, mà cái áo em nó bị mắc cái này nè. Áo em nó bị đeo, áo em đang mặc nó bị mắc. Nè mấy chị kéo lên tới này nè, đó. Mấy chị thấy không? Kéo lên tới này lận. Nhưng mà bây giờ em sẽ bán nha, em chỉ còn cái cục này nè. Chưa có dơm. Có nón hả? Có nón, để lấy cục có nón kia cho. Cái gì mà em chưa lên mấy chị làm ơn đừng hỏi giùm em nha. Hỏi cái em nhìn tó nhìn lui em bị rối loạn từng đình đó. Em có màu xanh ngọc nè mấy chị ơi, màu nào cũng đẹp, mấy chị tin em đi. Đừng có cái gì cũng màu đen hoài, áo khoác không còn màu đen đâu. Áo khoác mà màu đen nó táp nắng cực kỳ nha. Cái này là không nón. Cái này không nón nhưng mà cổ em nó cao lên như thế này nè mấy chị. Cổ sẽ cao lên như thế này nha. Đó. Chị nào chốt cho em là xanh ngọc nè mấy chị. Xanh ngọc rất là đẹp nha. Đó mấy chị coi xanh ngọc. Xanh ngọc đẹp bà cố nội luôn. Đây. Vải đẹp lắm mấy chị ơi. Vải này mấy chị mặc lên cực kỳ sang, 201 xanh ngọc nè. Màu tím nè, xanh đậm nè, xanh bơ nè. Đây là xanh bơ nè mấy chị. Xanh bơ. Xanh bơ vải đẹp lắm. Xanh bơ nó có theo luôn nha. Và đây là màu hồng. Đây. Mấy cái màu này ra đường mấy chị mặc nó không có hết nắng đâu nha. Đây là màu màu giống như là màu cánh sen mận á mấy chị. Đó. Chị nào chốt thì chốt giùm em, đây là màu tím nè. Tím qua kè, mấy màu này mấy chị mặc lên sạch lắm. Cực kỳ sạch luôn ha. Sạch tàn canh giá lạnh. Chị nào chốt, chốt cái sạch giùm cho em. Ở lộn, chị nào chốt áo khoác, chốt lên giùm cho em, nó kiểu chốt cái sạch. Chị biết sao nó may cái này hơi lòi ra. Thế là cái dây kéo nó kéo lên không được. Rồi chị nào chốt áo khoác, chốt lên giùm em 201 nha. Vải hơi bị đẹp nha. Vải đẹp tàn canh giá lạnh luôn. Có túi trong, có túi ngoài đầy đủ. Hai túi. Túi trong nè mấy chị. Đây. Đây là túi trong. Chị nào 90-93 kg mặc vẫn ok nha. 93 kg mặc vẫn ok áo khoác. Nè Bino, ra kêu chị Lùng chắc áo khoác lấy lại ngoài đó đi. Kêu chị Lùng chị chỗ cho con chắc. Cái xanh ngọt này đẹp lắm con à. Đã ôm hai cái dưới đất luôn. Không có xanh vân hơn. Xanh đen làm gì có mà chốt. Đưa lên mấy màu đó là nó có mấy màu đó. Đấy, Vĩnh Long. Dạ. Con không thấy nó bị rụng hả? Xanh đen làm gì có đâu mà chốt xanh đen con. Ôi lộn, văng chứ tự nhiên kêu con. Ủa đâu mà tuột diêu dữ rồi mấy chị. Nếu mà tuột diêu quá thì tối nay gặp nhau đi mấy chị à. Nếu mà tuột view quá thì tối nay gặp nhau nha. Ngừng đi mấy chị, ngừng trước khi khui bao hàng, ngừng nha. Khót không nón 70 kg xanh bơ. 70 kg của chị Minh Dung. Một cái khót màu xanh bơ 70 kg của Minh Dung lùng ơi. Đây hả? Đúng rồi, Minh Dung. Cái màu này sạch lắm chị Dung. Cái màu này sạch mà ở ngoài đẹp lắm. Ngừng đi mấy chị. View thấp quá ngừng đi rồi tối gặp nhau mấy chị à. Tối gặp nhau nha. Minh Dung 201, chưa ghi 201 vô. Chấm bi là cái gì đâu? Tao chưa thấy chấm bi là cái gì luôn á. Chấm bi là xếp bộ. À là đầm.
Chấm Vi là đầm hàng xúc. Lấy tím cho Thanh Vân con ơi. Chấm Vi nè. Dưới 7, 75, 77, dưới 80kg vừa chấm Vi hàng xúc. Chấm Vi ôm body nhưng mà đầm này đẹp lắm. Đầm này mặc lên cực kỳ sang. Đưa tím ra đây cho Thanh Vân ơi. Tím này màu ở ngoài đẹp lắm con. Khoác xanh ngọc của chị Thanh Mỹ ra lấy cái xanh. Khoác xanh ngọc của chị. Cái tím đẹp lắm con ơi. Cái tím mặc lên cực kỳ trắng và sang nè. Coi nè, chị ép vô người chị nè. Đó, tím. Ha, biết sao. Có mấy chị đây còn ngầu còn kép kép tri tri được. Không có mấy chị cứ làm biếng muốn chết mẹ luôn. Không có mấy chị làm biếng tàn thanh giá lạnh. Mấy chị biết không, mùa này mấy chị ra đường phải có một tiếp kim chống nắng trong người nha. Em đi lấy hàng trưa nay bước ra coi như là nóng, coi như là nóng chín vú luôn, thành vú dưa nướng luôn á. Mùa này là mấy chị đi ra đường là phải có một cái tiếp kim chống nắng giùm cho em nha. 340.000 sale cho mấy chị còn 240.000. Chị nào hút tiếp kim chống nắng thì hút giùm cho em nha. Trần Hồn Diễm Trinh vô mua đồ nè. Cảm ơn chị tối nha chị. Ok giúp nè, của Thanh Vân 201 giúp nè. Con ghi cô gì đó 201 chưa? Áo khoác 201 rồi. Của Thanh Vân, Thanh Vân thành phố á. Chấm Vi 180 em có chưa chưa? Để tao kiếm cái tay nhỏ cho mày à Vân à. Mùa này mà mấy chị ra đường á, bé vô trong nhà tắm lấy cái tiếp kim chống nắng rồi. Mùa này mấy chị ra đường là phải có kim chống nắng giùm em nha nè bịch nè con. Phải có tiếp kim chống nắng. Mu bàn tay nè, cổ nè, mặt nè, ở dưới bàn chân nè, là thường thường những cái chỗ mà hay lộ ra ngoài là buộc lòng phải có kem chống nắng giùm cho em nha. Diễm Quỳnh ơi, tối mua đi Diễm Quỳnh đây nè. Mấy chị ơi, hàng của bên em là hàng nhập khẩu Hàn Quốc hết. Ra đường là phải có những cái tiếp kem này nè mấy chị. Mặt nè, đó. Mấy chị thoa lên cho nó có chuyện thoa cũng được. Nhưng mà phải thoa nha mấy chị. Thoa là mấy chị không bao giờ mấy chị ra đường mấy chị bị hát nắng hết trơn á. Nhất là cái mu bàn tay nè. Ra đường là mấy chị phải có kem chống nắng lên cái mu bàn tay. Không là coi như là nó rất là đen. 340 bán với chị 240 nha. Sữa rửa mặt còn sale. Kỳ Anh một tiếp sữa rửa mặt nè. Kỳ Anh một tiếp sữa rửa mặt 150 con. Sốt 180. Cái gì sốt 180 là gì? Đầm sốt này là 220. Xin lỗi mấy chị, đầm xúc này là 220 mấy chị. Đầm xúc này 220 chứ không phải 180, lộn. Em chỉ dặn mấy chị một cái quan trọng là mùa này ra đường phải có kem chống nắng. Đó, em nói cho mấy chị luôn á, là mùa này ra đường phải kem chống nắng. Đó là nói thật sự chứ không phải nói giỡn. Tối đi mấy chị, tối em lên cái bao hàng này cho có những cái bộ luôn. Còn mấy chị thích thì em lên giờ, còn không thôi để tối luôn mấy chị. Một ấy của một là sữa rửa mặt của Kỳ Anh ghi 150 xe đi con. À không có ghi trên hộp, đừng có ghi trên hộp nha con. Ghi cho cô Kỳ Anh 150 thôi. Ghi luôn rồi. Ghi luôn. Ghi trên hộp hả? Thôi lấy hộp khác đi. Cô Kỳ Anh tặng người khác mà. Bỏ lại đi. Rồi tắt đi. Chào mấy chị nha, hẹn 8 giờ rưỡi tối nay gặp lại.